Mười tháng qua, 100% các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đều được phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ niêm yết công khai đầy đủ kịp thời tại phòng tiếp nhận, fanpage của đơn vị, trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và trang thông tin điện tử công an tỉnh. Đã tiếp nhận và giải quyết 491 hồ sơ thủ tục hành chính về lĩnh vực cải cách hành chính. 100% các thủ tục sau khi tiếp nhận được giải quyết trước hạn, đúng hạn so với thời gian quy định. Chỉ số DDCI về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy xếp thứ 2 trên 22 sở ngành của tỉnh với điểm số 8,2 thuộc nhóm có chất lượng điều hành đạt mức tốt. Các tổ chức cá nhân đánh giá cao công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân tổ chức trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp người dân doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại. Tinh thần trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ thực hiện thủ tục hành chính, nhiệt tình, tận tâm với phương châm hết việc không hết giờ công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính được đảm bảo có hiệu quả đối thoại với tổ chức doanh nghiệp cá nhân đại diện phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã trả lời và hướng dẫn cụ thể về những điều kiện yêu cầu bắt buộc trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phòng cháy chữa cháy